chào mọi người, mình là DT Tập Grab. Thì hôm nay mình rất là vui khi mà có mặt ở đây để xem phim. Thì không biết là cảm nghĩ của DT khi tới buổi họp báo về bộ phim này như thế nào nhỉ? Cảm nghĩ của DT á, thì thật ra là DT là một người rất thích xem phim. Thì hầu như tất cả các bài nhạc của mình đều là những cái ý tưởng từ những bộ phim mà ra. Nên là mình rất thích xem phim, mà mình khi mà mình có tìm hiểu thì biết phim này được đầu tư rất là khủng, và phim bom tấn. Thì kể có Dio tham gia, có sự tham gia của Dio nên là mình rất là háo hức. Ông Kinh Trinh sẽ hỏi DT một câu hỏi hơi hóc búa một chút nha. Đó là nếu như DT bị kẹt ở mặt trăng và chỉ được đưa 3 món đồ thì DT sẽ mang những món đồ gì? Và trên mặt trăng thì không có internet gì hết nha. Rồi bây giờ 3 món đồ thôi, DT sẽ đưa gì? Thì món đồ đầu tiên thì mình nghĩ là mình hơi ngại nên là chắc mình sẽ đeo quần áo theo. Tại vì không mặc quần áo thì hơi ngại, lỡ người ngoài hành tinh thấy thì cũng không tốt. Mình nghĩ trên đó không có gương nên chắc mình sẽ đem hình mình theo để mình lên đó mình xem, để mình đỡ quên cái mặt của mình. Vậy là DT là một người yêu bản thân đúng không? Chúng ta nên yêu bản thân mọi người. Đồ thứ ba, cuối cùng mình sẽ đem đồ ăn, mình nghĩ mình sẽ ăn. Phải ăn mới tồn tại được. Vậy là ba món đồ thiết yếu luôn. Và nếu mà chị đưa được một món đồ thôi trong ba cái món đồ đó thì DT sẽ đưa cái gì? Mình nghĩ là quần áo, mình vẫn sợ ngại với người hoàn tinh mọi người. Vậy lỡ không có đồ ăn thì mình đói thì sao? Thì sao? Để mình ra mình ngoại giao với người hoàn tinh để mình ăn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Captain. Shout out to ống kính hội trường. Nếu như mà Captain kẹt lại ở mặt trăng, với người yêu cũ thì Captain sẽ phản ứng như thế nào? Vậy thì Captain sẽ cố gắng làm nào để bay về trái đất một cách nhanh nhất. Cái câu trả lời của mình. Vậy thì nếu mà kẹt lại ở mặt trăng trong vòng một tháng thì ba món đồ mà Captain muốn đưa nhất đó là gì? Captain có thể nêu cho các bạn khán giả. Muốn đưa lên mặt trăng. Chỉ ba món đồ thôi, đưa lên mặt trăng. Chắc chắn đầu tiên đấy chính là đồ ăn. Thứ hai đó chính là điện thoại. Điện thoại không thể thiếu. Và thứ ba đó chính là chuẩn bị cho mình một bộ phim, nói chung là tên là Nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người, mình là Boom ở đi kẹt trong bốn màu xanh. Nếu như bị kẹt lại mặt trăng trong vòng một tháng thì em sẽ mang món đồ gì? Một món hả chị? Đúng rồi, một món thôi. Em sẽ mang đồ ăn và nước uống rồi. Rồi nói chung là một đồ ăn. Rồi. Lương thực rồi. Tại sao em lại chỉ mang lương thực thôi? Tại vì em rất là thích ăn. Rồi, cảm ơn Yumi vì một phỏng vấn ngắn. Chúc Yumi sẽ thành công với những dự án âm nhạc tiếp theo.